Hey. Yes, I would. Có nhớ ngày nào em đã đến bên anh, cuộc tình mơ ước trao hết cho người một lời hết nói. Anh yêu rất nhiều, dẫn bước thời gian theo dấu chân nàng. But in reality, if there's any other problems when the consumer buy the product, you are also responsible. Một lời em nói, anh yêu em nhiều. Dẫn bước thời gian theo dấu chân nàng.